Hello everyone, xin chào cả nhà. Hôm nay nhân dịp đầu xuân mình chúc các bạn cùng gia đình một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an nha. Thì không biết nơi các bạn đầu năm mùng 1 Tết như thế nào, nhưng mà xứ của mình tiểu bang Oregon chỗ mình ở giờ đây các bạn, đây là thời tiết ngày mùng 1 Tết chỗ mình ở. Quay cái này cho các bạn xem chơi cho vui, đó là nước ở trên cái vách tường của mình nó chảy xuống, nó đóng băng thành những cái giọt nước chảy mà nó đông lại luôn. Hiện tại thì đường đã đóng băng hết, không có an toàn cho mình lái xe đi đâu cả. Đây là đại gia đình của mình, tại ở ngoài hồi nãy mình quay cho các bạn xem đó là bị đóng băng hết trơn, không có đi đâu được hết, cho nên là cả nhà trong nhà chụp hình rồi chơi chứ không biết đi đâu hết. Tự ăn Tết trong bị nhà COVID luôn. Bị COVID luôn, Bị không đi, COVID luôn không đi đâu được luôn. À. Ok, Quyền Trang nói chúc mừng năm mới đi. Chúc mừng năm mới nha. Kelly nói chúc mừng năm mới everyone. đi. Good con luck. Nói I hope you have good luck. Nha, con nói đi chúc mừng năm mới. Nói đi, Kelly. Kelly, con Chúc nói mừng đi. năm mới. Rồi nói Happy New Year. Happy, Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hôm nay là lần đầu tiên mình thí nghiệm cái món mà kêu là lẩu ếch nha quý vị. Một năm mình chỉ chỗ tài mình nấu 3 ngày Tết thôi, là mấy ngày kia thì giao lại nhiệm vụ cho người khác. Tôi mời mình chơi mấy tài đồ á. Mấy tài đồ. Quyền Trăng nó muốn lên hình cho đẹp á, nó đi thay đồ. Ở ngoài hiện tại là tuyết đang rơi, ngồi trong nhà ăn lẩu là tuyệt vời nhất. Lạnh lắm. Cho nên Tết chứ bên này muốn mặc áo dài Tết cũng khó lắm á. Lạnh. Quyền Trăng thì không có ăn cay được cho nên Quyền Trăng phải ăn mì xào với Ừ. Ớt của Mỹ nó không có cái mình. Chỉ có cái đùi không à? Nguyên cái đùi không có Bỏ ngò cái gai vô mình. cho thơm. Ngò gai, rau ôm. Cái này là anh xào rồi đúng không? Cái anh xào sao rồi? Rồi thôi, Mấy mấy cần sả mình bỏ vô cho nấu cho nó thơm. Được kêu là khi chồng vào bếp đó. Năm mình đổ chai chỉ có một lần thôi à. Sướng. Mở hàng đầu năm thôi. Nhưng mà hên quá, ở Mỹ Tết có tới hai cái Tết, vừa ăn Tết Mỹ vừa ăn Tết Việt Nam nữa. Rồi, xới đi. Chắc được rồi đi. Sao hết rồi? Xôi chút Have cho it nó chín rồi, ta xào sơ rồi xôi chút nó cũng chín nè. Để em thử một miếng nước súp thử. Đây là món thịt ếch. Cái muỗng đây cho bà. Thử miếng nước thử. Ăn cái này ấm bụng dữ ạ. Lẩu cay mà. Lẩu ếch này lẩu ếch cay chứ không phải lẩu ếch ngọt. Ngon. Ra ngoài thì tuyết rơi, trong nhà ăn lẩu quá đã luôn. Chắc mong Tết hoài quá. Để mình được nghỉ ngơi, mình khỏi làm nội trợ. Năm có một lần thôi, nhưng năm có hoài. Ủa, cái cây ngày quốc tế phụ nữ thì đàn ông cũng nấu bếp Này không có một đúng cái gì nữa. Ủa, trong tưởng hơn cái này màu trắng nữa. Xanh. Màu xanh. Ủa sao mình trang tưởng màu trắng vậy? Ủa vậy hả? Ồ, màu này đẹp mà. Đẹp không? Đẹp. Nếu mà màu trắng đẹp không? Đó là bồng bồng, Đẹp. nhúng vô lẩu. Anh muốn để bên anh không? À, được đây. Ngon quá. Bà nấu ngon lắm đó Quỳnh Trang. Để ngày mai để kêu bà nấu cái gì cho nó không cay cho Quỳnh Trang ăn nha. Chúc sức khỏe. Ngày mai vậy là mình nghe mình chân muốn thử cái món gì vậy? Em ăn trúng củ gì mà em tưởng là măng. Đâu có bỏ măng trong đâu. Củ gì khó chịu thiệt, cay quá. Tưởng không ngon mà ngon quá đã trời. Ngon. Cho mình phải làm miếng bún mới được. Mà lần sau chắc phải bớt cay luôn rồi. Bất cả anh ăn được mà anh ăn hơi cay bớt một chút.
anh ăn một đi. Lẩu cái này kêu đúng nè, kêu lẩu lẩu ếch sa tế gì đúng không? Đúng rồi. Cay. Mà nếu mà không ăn cay được thì mình giảm lại. Hello everyone, xin gặp lại các bạn trong ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán nha. Các bạn thì đi tới đâu chơi thì mình không biết. Nhưng mà phần gia đình mình thì hiện tại thì mình chỉ đi ra được khỏi cái cửa của mình thôi chứ không có đi đâu được hết trơn. Dạ hiện tại cái nhiệt độ, cái dự báo thời tiết nó cho mình biết là âm 3 độ C. Ở trên cái tuyết thì nó xuống khoảng 1 phân, khoảng xuống bao nhiêu đây là tuyết nó còn mềm, còn cái phần dưới mình đoán khoảng 1 phân gì nữa là nó đóng băng hết trơn. Mình bước lên nó không có bể được. Phần dưới là nó đóng băng hết trơn. Đi lên cho các bạn xem. Mình không có thấy cái mặt lộ ở dưới được đó, tại vì nó đóng một lớp băng rất là dày. Còn cái lớp trên này là giống như tuyết nó mới rơi thôi à. Ở dưới nó đóng một lớp băng vậy đó, không có xuống được. Hôm nay là ngày mùng 2 của Tết Nguyên Đán. Quỳnh Trân muốn thử cái món lẩu gà hơi cay cay, mình làm thử cho Quỳnh Trân ăn thử. Quỳnh Trân muốn thử chế độ ăn cay cỡ nào. Để Quỳnh Trân ăn cay không được. Quỳnh Trân ăn cay không được, Quỳnh Trân muốn tập. Quỳnh Trân nói Quỳnh Trân muốn tập ăn cay. Dạ, Quỳnh Trân muốn tập ăn hả? Tại vì á, hồi xưa mẹ nuôi gà đó, em đi ra em lấy trứng gà đó là em thấy nó ở trên khá cao, nó có thể bay xuống. Mà bay hay là nhảy? Nếu mà nói ra thì nó chỉ nhảy xuống thôi chứ là gà anh đâu có bay như con vịt được. Hai đứa quá không biết gì hết. Mà chắc phải về Việt Nam tốt nghiệp lớp lớp gì nào? Nhà vườn hả? Nhà vườn nông nghiệp hay gì không? À. Giờ trồng lúa, nuôi gà, nuôi vịt nè. Học hỏi kinh nghiệm. Đâu cần. Nhà mình mà đi ra cái vùng ngoại ô này là đã nuôi được rồi. Nhưng mà ở đây nuôi khác, không có giống Việt Nam. Rồi, dở quá, ăn lá cải được nè. Được hả? Rồi bỏ lá cải vô phần chân. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.